chào các bạn. Lần trước sau khi làm bài trên tay chiếc Oppo Find X này thì mình đọc qua comment của các bạn thì nhận thấy là comment khen thì ít mà ném đá thì nhiều. Có lẽ là do chiếc máy này chính là đồ Trung Quốc. Tuy nhiên thì các bạn hãy bỏ qua cái điều đấy trong đầu đi. Hãy quên đi cái thương hiệu này là đến từ Trung Quốc. Và chúng ta hãy tìm hiểu xem liệu với một thiết bị có cấu hình cao và tốt như vậy thì nó có thực sự xứng đáng là một siêu phẩm năm 2013 hay không. Nên nhớ rằng thiết bị này khác biệt hẳn với những chiếc HK Phone hay là những thiết bị khác như là Kangaroo trên thị trường. Bởi vì cái thương hiệu này được đưa đến rất nhiều nơi trên toàn thế giới, các nơi châu Âu và Đông Âu v.v. Được rất nhiều các trang công nghệ đánh giá từ GSM Arena, Engadget v.v. Điều cho thấy là đây là một thiết bị hoàn toàn là khác biệt hẳn với những thiết bị Trung Quốc đang bán trên thị trường Việt Nam. Và mời các bạn cùng theo dõi video. Đầu tiên về cái thiết kế, chiếc máy này có thiết kế rất là chắc chắn, thiết kế unibody giống như các thiết bị cao cấp khác của HTC mà mình đã từng sử dụng qua hoặc là Sony. Thì khi cầm chiếc máy này trên tay, cái sự chắc chắn của nó cho mình cảm giác như là đang cầm chiếc HTC One X chứ không phải là Butterfly. Butterfly của mình thấy là thiết kế cho không đạt bằng cái độ cảm giác thích tay như là chiếc Oppo Find X này. Ở đây thì mình có một chiếc Galaxy S3. Thì mình sẽ so sánh qua kích thước cho các bạn xem. S3 hiện nay là thiết bị smartphone Android bán chạy nhất trên thị trường, nên mình nghĩ là kích thước tay mọi người sẽ phù hợp với nó. Thì về chiều dài thì nó sẽ dài hơn một chút do màn hình của nó rộng hơn, lên tới 5 inch. Và về bề ngang thì các bạn có thấy là S3 với thiết bị này có bề ngang tương tự nhau. Tuy nhiên thì chiếc máy này cầm trong tay sẽ khó hơn. Nguyên nhân là do các cái góc này của nó làm sắc cạnh chứ không được bo tròn mềm mại giống như chiếc Galaxy S3, cầm trong tay nó sẽ bị cấn. Và thêm một điều là chiếc máy này về cái sự chắc chắn của nó thì hiện rõ ràng khi mà mình so sánh với Galaxy S3. Mình hỏi ý kiến một số người, người ta có khi còn cho rằng S3 là đồ Trung Quốc chứ không phải là chiếc máy này. Thực sự mình nói là cái sự cấu thành S3 không đem lại cái cảm giác chúng ta là một thiết bị đắt tiền. Còn Oppo Find X thì làm chúng ta đập tan mọi cái những cái nghi ngờ cũng như là cái sự chê trách của mọi người đối với họ hàng Trung Quốc từ xưa đến nay. Trong chiếc máy này có một thiết kế điểm tù nhất, đó là cái phím bấm của nó. Phím bấm của nó thiết kế hai bên giống như máy Samsung nên mà chúng ta bấm dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì cái phím này nó thiết kế thực sự rất là chán. Phím bấm nhô lên không cao, sự đàn hồi không tốt, nên khi bấm vào nó không có cảm giác thật và chúng ta phải bấm rất là mạnh thì mới được. Vì thế nên là mình thực sự không thích các phím bấm trên chiếc máy này. Màn hình nó sử dụng công nghệ của Hitachi, một công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, tương tự với công nghệ Incel của iPhone 5, khiến cho màn hình của nó có độ sáng cao hơn, hiển thị chính xác và cũng như là cái cảm ứng của nó sẽ nhạy hơn. Thì cái màn hình của nó mình có lẽ là sẽ đánh giá cao nhất hiện nay. Mình đã từng sử dụng qua cái chiếc HTC Butterfly và mình cho rằng cái màn hình Full HD thì nó còn tốt hơn cả chiếc HTC Butterfly. Mình có một bài so sánh về màn hình hai chiếc máy này rồi. Độ sáng, độ tương phản cũng như khả năng hiển thị dưới nắng nó đều rất là tuyệt vời. Về phần mềm thì có thể nói chiếc máy này đang sử dụng Android 4.1.1, tuy không phải là mới nhất nhưng cũng khá là mới so với các thiết bị khác trên thị trường. Cái giao diện của nó, nếu như ai đang dùng các ROM cúc như là MIUI đến từ Trung Quốc, các bạn thấy là nó hết sức quen thuộc, từ cái thanh thông báo trạng thái, khả năng rồi setting vân vân. Thì mình sẽ nói qua một chút về cái launcher mặc định của nó. Launcher mặc định cho phép tùy biến cao của giống như ROM MIUI. Nó sẽ có một cái mục để chúng ta có thể thoải mái download các theme trên mạng về. Ở đây là các theme mà có sẵn trong máy này, các bạn có thể download về sau đó apply giống như chúng ta gồm Go Launcher này hoặc là Apex Launcher vân vân. Nó cũng cho phép chúng ta tùy biến thay đổi màn hình khóa rất là dễ dàng với nhiều kiểu khóa khác nhau. Chúng ta cũng mục cài đặt cho phép thay đổi các phong cách unlock, các bạn có thể thấy ở đây. Và trong tương lai thì chúng ta có thể download về thêm được, rất là hay. Cái giao diện này của nó thì còn cho phép chúng ta có thể tùy biến thêm như kiểu là phông chữ này. Ở đây mình thấy là nó có cả hai cái phông chữ của Samsung. Thiết bị này có khá là nhiều cái tương đồng với các sản phẩm khác trên thị trường. Thanh thông báo trạng thái của nó sẽ làm mình nhớ lên LG với các phím tắt thiết kế khá là giống. Và cũng cho phép chúng ta tùy biến các phím tắt, bật tắt Wi-Fi, Bluetooth vân vân. Điều này đem cho người dùng nhiều sự tiện lợi hơn, mình thấy hơn hẳn Sony và HTC. Sony thì chỉ có 5 phím và không thể tùy biến được, HTC thì hoàn toàn không có cái tính năng này. Về một số điểm nổi bật trong cái phần mềm của nó thì mình có thể nói đến một số tính năng như là khả năng cài đặt hẹn giờ chúng ta có thể tắt và bật máy. Mình thấy rất nhiều người dùng trên mạng để tìm cái tính năng này thì không biết là dùng để làm gì, có lẽ là họ muốn hẹn giờ tắt bật máy để đi ngủ vào ban đêm chẳng hạn. Thì chiếc máy này có sẵn hẹn giờ bật máy lên này và hẹn giờ tắt máy đi để chúng ta tránh bị làm phiền này. Và tính năng cảm biến chuyển động của nó, nếu như Samsung có một tính năng gọi là Direct Call, có nghĩa là các bạn xem tin nhắn, các bạn xem danh bạ thì Uber Tai sẽ tự gọi, thì cái tính năng trên chiếc máy này cũng có cái gần tương tự. Thì khi có cuộc gọi đến, các bạn không cần phải vuốt tay qua để nghe cuộc gọi mà chỉ cần áp vào tai thì lập tức cuộc gọi sẽ được nghe luôn. Và máy này thì khi nghe cuộc gọi này sẽ rung lên để cho chúng ta biết. Tính năng chặn hai lần để đi lên đỉnh, chặn hai lần để lên đỉnh á. Quay lại vấn đề,
chạm hai lần lên đỉnh, nghĩa là khi các bạn đang vào setting ấy mà các bạn kéo xuống cuối, các bạn muốn lên trên thì cần chạm hai lần lên đỉnh máy thì nó sẽ tự nhảy lên trên. Vậy là thế đấy, chúng ta cần phải vuốt quá nhiều danh bạ cũng làm được. Tuy nhiên thì cái này nó chỉ hoạt động với các ứng dụng mặc định của máy, còn với các ứng dụng bên ngoài vào thì nó không làm được, nên mình thấy cũng không thực sự hữu ích với người dùng của chúng ta cho lắm. Chiếc máy này có bộ nhớ trong là 16GB và 32GB, tuy nhiên là nó không hỗ trợ thể nhớ ngoài. Vì thế nên mà các bạn muốn mở rộng thêm bộ nhớ để chứa game, ứng dụng và các thứ khác thì cũng sẽ khá là khó khăn. Giao diện đa nhiệm của nó rất là hay. Nếu như giao diện đa nhiệm trên Android 4.0 mặc định của nó thì sẽ trông như thế này. Bây giờ thử cho các bạn xem. Đây là giao diện đa nhiệm mặc định 4.0. Chúng ta vuốt qua trái qua phải để tắt ứng dụng, và thanh đa nhiệm của nó hiển thị khá là lớn. Thì trái ngược với đấy thì chiếc máy này gần giống như cái ROM MIUI mà mình đã nói qua. Cái thanh đa nhiệm của nó hoàn toàn khác. Các bạn muốn tắt thì cũng vuốt lên, và thanh đa nhiệm này giống như cái ứng dụng Auto mà mình cài trên iPhone, và mình có một bài đánh giá về ứng dụng đấy. Thì ngoài ra chúng ta có một phím Clear RAM. Chiếc máy này có vi xử lý là 1.5GB loại tứ Snapdragon S4 Pro, RAM 2GB. Trong quá trình sử dụng, máy chạy thực sự là rất là mượt và ổn định. Mình không thấy có bất kể kỳ sự lag hay là giật mà khi mà mình chơi game hoặc là xem phim HD chuyển qua lại các ứng dụng chạy đa nhiệm. Nó có điểm số hiệu năng khá là tốt, như là điểm số quá trường của nó là 7400, GPU với Nemax 2 là 60.000 trên giây, AnTuTu là 20.000, một điểm số rất là ấn tượng. Về khả năng giải trí của nó sẽ được đánh giá cao. Với công nghệ âm thanh Direct HD và công nghệ âm thanh Dolby Mobile thì chiếc máy này có loa ngoài phải nói là rất là lớn. Trước đây mình dùng hàng Hồ Cẩm Đào thì công nhận là loa của hàng Hồ Cẩm Đào rất là to. Tuy nhiên thì cái loa đấy dùng một thời gian nó sẽ bị rè và chất lượng âm thanh thực sự là không tốt. Tuy nhiên chiếc máy này thì khác, nó được tích hợp cả công nghệ phần mềm và phần cứng của Direct HD. Và cái đây là công nghệ mà được áp dụng trên rất nhiều thiết bị nổi tiếng như là ô tô, BMW, rồi Rolls-Royce, vân vân. Vì thế nên đem lại sự khác biệt rất là rõ ràng. Cái sự tắt và bật hiệu ứng âm thanh này cho chúng ta những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Nên là mình đang tắt rồi khi mà mình bật lên, các bạn thấy là âm lượng sẽ tăng lên và chất lượng nhạc sẽ tốt hơn. Thiết bị này mình nghĩ là sẽ rất có tiềm năng khi mà chúng ta được các cộng đồng mạng như XDA hỗ trợ phát triển lâu dài. Xem phim với màn hình 5 inch Full HD cũng rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là mình sẽ nói qua về thời lượng pin. Thời lượng pin thì mình thực sự là mình dùng thì cứ một ngày sạc một lần. Thì ở đây có một cái hình ảnh bài test của GSM Arena, thì họ test các bài test thì đến được 43 tiếng, thua một chút so với chiếc HTC Butterfly cũng màn hình 5 inch Full HD đến từ HTC. Cái lẽ là cái phần mà kém nhất của nó mình sẽ nói, đó chính là cái camera. Camera của nó 13 megapixel, sử dụng cảm biến XMORS của Sony sản xuất. Và nếu mà đúng ra đây mới là thiết bị đầu tiên trên thế giới có thể quay phim HDR chứ không phải là chiếc Sony Xperia Z. Có lẽ là mọi người đã quên đi cái thiết bị này, có lẽ là do nó đến từ Trung Quốc hay sao. Thì ở đây chúng ta trong quay phim chúng ta có tính năng quay phim HDR ở đây, các bạn có thể bật nó lên. Quay phim HDR thì tức nghĩa là giúp cho cái phần tối của các bạn trong quá trình quay nó sẽ sáng hơn và cảm giác hình ảnh nó sẽ tươi hơn. Thì chiếc máy này về camera nó là 13 megapixel, có đèn flash LED kép. Các bạn, nó cũng có tính năng hỗ trợ chụp ảnh nhanh, các bạn chỉ cần bấm giữ nó chụp hình liên tiếp, hình như là lên được đến hơn 100 hình. Ở đây thì mình không có thử nghiệm thực tế vì mình không chụp lên số lượng nhiều như thế. Tuy nhiên thì nói thật là cái ứng dụng chụp ảnh của nó khá là nghèo nàn. Mình thực sự không thích cái ứng dụng chụp ảnh trên chiếc máy này một chút nào. Đây là phần khả năng chụp ảnh của nó. Nó bỏ qua một số tính năng như là không có chụp macro này, không chụp cận cảnh này, rồi chỉ có một số tính năng là chụp bình thường này, không có các hiệu ứng khi chúng ta chụp ảnh giống như Samsung hoặc là HTC mà bây giờ Sony cũng có này. Chỉ có thể lựa chọn như là HDR Panorama và chế độ chụp ảnh đẹp. Nếu giống như kiểu là Sony có tính năng chụp beauty ấy, trong một cài đặt thì nó chỉ có chỉnh được độ phân giải nhận diện nụ cười hết. Tức nghĩa là cái sự chụp, tức nghĩa là tính năng của nó hết sức là nghèo nàn đối với một camera đáng lẽ ra cần phải làm tốt hơn. Và trong thực tế thì mình đã có một số hình ảnh chụp thử với chiếc máy này và mình thấy là nó còn thua cả chiếc Samsung Galaxy S3 có độ phân giải 8 megapixel và sử dụng cảm biến là từ năm ngoái. Thì mình ở đây mình có một số hình ảnh chụp được và mình có so sánh với Galaxy S3 để các bạn có thể kiểm tra xem liệu máy nào chụp ảnh tốt hơn. Và mình thực tế mà mình đánh giá camera của chiếc máy này khá là kém. Tuy sử dụng cùng cảm biến nhưng có lẽ công nghệ chip của nó không thực sự tương xứng với cái cảm biến XMORS đến từ Sony cung cấp cho chiếc máy này. Và có một điều cuối cùng mà người dùng chúng ta sẽ khá là phân vân, đó là việc nó có được hỗ trợ lâu dài hay không. Đúng đây là một điều rất là lo lắng. Nếu như Samsung, HTC, Sony hay là các thiết bị đến từ LG, Nexus thì những thiết bị đấy thì các bạn đều đã biết đến danh tiếng của nó, đều được các nhà sản xuất này tập trung hỗ trợ lâu dài. Nhưng mà với một thiết bị hoàn toàn vô danh như Oppo Find X này thì liệu khi bán ra nó 4.1 thì nó được nâng cấp lên 4.2 được các phiên bản tương lai hay không,
thì đấy là một điều rất là lo lắng. Tự nhiên bỏ ra một đống tiền cho nó đấy, sau này chúng ta không được nâng cấp phần mềm bị nhà sản xuất bỏ rơi. Cũng như là cái việc các bạn hay vào Chrome thì cũng thích là cộng đồng XDA, người ta có nhiều ROM cốc, root rồi các cái công cụ nghịch máy nhiều hơn. Tuy nhiên thì thiết bị này không được sự nổi tiếng bằng các sản phẩm khác, nên có lẽ là cái việc được hỗ trợ cho nó cũng đang rất là lo lắng. Nếu ai thích Vọc thì sẽ rất là phân vân có nên mua hay không. Nhưng mà tóm lại ấy, là mình có một điều mình nghĩ là chiếc máy này sẽ làm hài lòng các bạn, đó là cái mức giá của nó. Theo những thông tin mình biết được thì mức giá của nó chỉ rơi vào khoảng 12 triệu đồng khi so với thiết bị cao cấp khác trên thị trường. Tuy nhiên nó còn rẻ hơn hoặc là tương đương với Galaxy S3 mức giá hiện nay Xiaomi cũng đang bán. Thì nó có cấu hình vượt trội hơn này, có một màn hình rất là tuyệt vời, khả năng giải trí của nó và công nghệ âm thanh đỉnh cao. Camera của nó chỉ là cái phần kém nhất mà thôi, cũng như là thời lượng pin. Thì khi mà ra các thiết bị đặt cạnh thiết bị gác như Xperia Z hoặc là HTC Butterfly, mình nghĩ các bạn sẽ rất là đắn đo. Tuy nhiên thì về Việt Nam thì mình nghĩ là chiếc máy này cần phải đổi quốc tịch thì mới bán chạy thị trường Việt Nam. Còn nếu không, nó mà vẫn cứ giữ cái quốc tịch là hàng Trung Quốc thì rất khó để lấy được lòng của người tiêu dùng của chúng ta. Nếu mà cá nhân mình ấy thì mình vẫn cứ mua, thì thực sự là mình không có tiền thì kiếm được con máy ngon như này thì mua về dùng tặng được. Và các bạn có thấy video này hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Và để về sau mình sẽ tiến hành so sánh với Butterfly Xperia Z để xem là đồ Trung Quốc có thực sự kém như vậy hay không, có thua hàng Nhật hay là thua HTC cũng là Trung Quốc cơ mà. Thôi.